Thằng này nó nhây lắm thề, nãy giờ tim tôi đã muốn xử nó lâu rồi đó. Đấy, đây đấy. Mẹ bán giá mình bán cả trăm có 600, nó bán 800 đi. Mẹ gian thương, thằng này đi xử nó mới được, không xử nó đâu, khai quán trà đá rồi anh em. Sao? Ai mà chị á? Tôi ông chữa tôi bị đau sinh sống anh. Đàn bà như nào? Đây 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 qua đây qua đây qua đây qua đây. Giờ mấy đứa vô đưa mấy đứa. Bác tiến chữa trị cho sức sống nhỉ. Ăn đảm bài phát có 3 ngàn anh ơi. Ủa 3 ngàn hả? Chứ chỉ 3 ngàn thôi. Đánh lẽ mỗi lần cái ui chết trời, dữ vậy trời ơi trời. Chị ơi, chị gái cho đi cho chị ơi. Đây nè, ông đặt cái đít xuống ông ngồi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, tính tôi thì ông biết tính tôi rồi, tôi là cái thằng mà ông hay gọi hoài đấy. Mà bữa nay sao đổi cái con nhân vật thì mẹ trông nó bận thế nhờ. Ông tên là gì nhỉ? Ông tên là gì nhỉ? Sếp ơi, đừng nghèo nữa, mất hình ảnh quá. Ông làm Huế đúng không? Ở kìa. Ông làm Huế là tên là gì nhỉ? Tôi không biết ông là ai cả. Giờ tôi nói nghe này. Đây là tôi ấy, là tôi không biết được ai. Huy ơi, nhà dễ biết kìa. Chị gái cho đi cho sang chị ơi. Mấy ly? À, mà một ly đi. Này, không có ba một ly đâu á nha. Thế quán trà đá này buồn cười nhờ, khách muốn mua bao nhiêu là việc của khách, bắt khách mua nhiều. Bây giờ tôi không bán luôn rồi làm gì tôi nè. Ôi, quán trà đá chị là bán rất là buồn cười á, thế chị, mấy ly chị bán, mấy ly chị bán? Hỏi làm gì? Đây là giờ công ty, giờ chuyện riêng của công ty tôi chứ mắc gì mấy người hỏi. Thế bây giờ này nha, tôi mua một ly chị không bán, thế giờ tôi mua mấy ly thì chị bán nào? Rồi nha, tôi bán một ly nha, kỳ sau tiêu một ly nữa là có chị với tôi á. Nhưng mà tôi hỏi chị bây giờ một ly tôi mua chị không bán, thế là mấy ly mua thì chị bán? Tôi chỉ bán được 5 đến 10 ly thôi. Đấy, quá chị là làm ăn rất là buồn cười, cho tôi 5 ly đi. Chị làm ăn là buồn cười, khách mua bao nhiêu là việc của khách, đúng không? Khách mua bao nhiêu việc của khách, mấy người bơ vô phá quán còn chưa xử đây. Ôi, cái chuyện đấy thật ra là chắc là chị đã không đứng trong này này. Đó, đấy là em ấy bán thôi, thế chị bán cho em 5.000 trả tranh, em còn đi bán sao? Em còn đi bán cho người khác. Bán người khác không có mua đâu. Bây giờ nếu mà trên các bãi cá bách mọi người đi làm mọi người quên mua nước thì mọi người còn mua nước của em chứ. Mệt quá. Huy ơi, đâu rồi? Ở đây đang giải quyết chuyện đi. Má, nó kêu nó mua một ly xong nó nhây với tôi rồi. Nhay gì đó? Nó nhay, nó kêu tôi không bán nước cho nó.
Dầu, tôi đi làm xăng làm dấu nên là nó dính vào thôi. Mà nhân vật này giống nhân vật nào video đó ta. Này này. Ơ, người mới à? Yo, what's up? Ai đấy? Yo, what's up? Tôi chỉ hỗ trợ công dân mới thôi. Ý là cái cậu công dân mới đây thì nói chuyện riêng, tôi hỗ trợ cậu. Chị gái đừng, chị gái không có hỗ trợ đâu. Nhức đầu bên đó là má mệt mỏi chứ. Anh chưa có nước mày đưa ơi. Bước đầu thì chứ. Má, alo, đầu ghê luôn á. Alo. Anh chưa có nước mày đưa ơi. Alo. Nãy đưa 20 ly á, mọi người chia 5 ly đi alo. Thôi lấy 20 ly đây bây. Kêu mấy ông anh, kêu mấy ông đây tới đây chuẩn bị có chuyện không? Được rồi. Ra chỗ Huy Peter nói chuyện rồi mọi người. Có Huy ngủ đây. Mấy đứa đi làm việc đi, đi với Huy làm việc đi. Mấy ông ơi, mấy tôi xin contact đi để có gì tôi đi làm việc, tôi vào nhóm công được không? Chạy đá. Có gì gái này làm cùng. Thế bạn có muốn làm chạy đá pha chế với mình không? Mình chỉ cho. Các bạn nộp đơn lên khu tỷ dụng đi. Bạn nhầm. Bời gái đánh chồng bạc giờ. Nhầm. Hello nha. Tại sao giờ? Thì anh muốn làm tí đồ đó. Không. Ok, làm tí đi. Làm tí cho. Sếp ơi gì hướng dẫn cho bạn đó đi sếp. Dương Nguyễn không. Dương Nguyễn muốn tìm bạn nhân viên cả đá nghề. Sao á? Bên mình nó có. Hả? Mới có dân Nhật nữ mới. Rồi xin việc. Thôi tính ra đi làm cái sáng ok. Ê mà sao bạn chả này... Chả ra. Phạm. Chả ra. Có gì gái này làm khùng. Thế bạn có muốn làm chạy đá pha chế với mình không? Mình chỉ cho. Các bạn nộp đơn lên khu tỷ dụng đi. Bạn nhầm. Bề gái đánh chồng bạc giờ. Nhầm. Hello nha. Tại sao giờ? Thì anh muốn làm tí đồ đó. Không ui. Dạ. Sao bạn chơi nhân vật default quá nhỉ? Bạn này phải tạo lại nhân vật đi alo. Tạo nhân vật ở nữ số 1 đi. Đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài cái tệ quần áo. Giao giống sếp y chang nữa. Đi ra tệ quần áo làm đấy. Đi thay đồ ở đây. Ủa, cho nhân vật nào được hả? Được, nhưng mà nhiều lúc nó bị gì á hay hàng không biết nha. Tại lúc đầu nó tưởng đâu là NPC. Người ta tưởng NPC, người ta đúng rồi. Này là bạn lên cái hỗ trợ trong Discord á, chứ người ta hỗ trợ để xóa cho giật xong rồi tạo lại. Thôi ơ kìa. Sao kỳ vậy? Đi gái tôi nè. Kệ đi để dành cảnh sát đẹp trai nè. Cứ giữ cho. Hát Red. Anh Hát Red nè. Hát Red. Anh Hát Red. Anh kêu là con chết chết với anh gì đó. Ok. Nào. Lại công chó à. Mới mà ăn hiếp rồi. Ôi bạn đã tập quen đi, tập làm quen đi. Mình mới vô mình cũng bị ức nạt à. Trời ơi,
kêu đi mà cứ đứng. Không, mình đâu có sợ đó bạn. Mình đúng rồi. Đi. Bạn ơi đi lại lại. Ê đi với anh đó kìa, đi. Để anh nó tút lại cho. Đi. Đi thay đồ luôn đó. Tiếc cái lúc. Thứ vợ cỡ kẻ nha. Ui xồi ô tiên man mai. Chú bảy. Ra đây con nói chuyện. Có cái thằng áo đen áo vest đó, nó lấy nước của con nó bán lại đủ giá rồi, xong rồi cái nó phá quán con nãy giờ kìa. Chú bảy có tìm cách nào dụ nó đó ra xử nó được không ạ? Hello anh em ơi. Nó biết cái khu vực này là xếp sơ, nó mất chỗ này hoài à, tụi con sửa không được. Chửi ơi. Rồi anh em Vinh ơi, qua xử mấy thằng trong trà đá này, mình lấy tiền bổ ghen thôi. Nó pha quán nãy giờ gần 1 tiếng rồi đó. Đi thuốc, cho nào. Anh em ơi. Có ba anh em kia hồi nãy tính giúp quán con mà giúp cũng không được, nói dụ nó ra không được, cái nó già nó ra nó dở á. Alo, nên là con hơi bực cái đó. Chú bảy giúp con thì con cho chú nước luôn. Không may qua trà đá thì con biết rồi. Có chuyện này. Huy ơi đi về đây, có tìm anh Mai giúp mình. Ôi da, chị gái nào thế? Sao vậy? Hello. Là quen. Ồ, nghe trai ơi. Ừ. Cho xin số đi ạ, đúng rồi. Chị trà đá tên gì chị trà đá? Hằng Hana. Xin tên trà đá. Hằng Hana, em tính Hằng luôn chị. Ok. Em là Hằng Mio cho em nha. Ồ, ok. Cho xin số đi. Ủa, nhưng Mio là ai đấy mà chị xin số đá? Thôi bên taxi, tôi bán có một cái bây giờ. Taxi. Taxi với trà đá khác nha, nhưng mà chung tim alo. Này, vào đám taxi, còn không hiểu online tim luôn á. Đâu có đây, đâu có online bao giờ đâu. Một người làm người nha. Ơ chị gái này vô taxi lâu chưa? Cô lâu lắm luôn rồi. Ồ, bây giờ bữa nay mới thấy đó. Bây giờ đang có trà đá phá quán trà đá em rồi, đúng rồi. Khùng áo đó luôn. Nó phá nãy giờ gần một tiếng máy mà em nghe nó nói mình nhức đầu luôn đó. Nó vô quán nha. Nó mua đúng một ly chè chanh. Xong cái em không bán cho nó nhảy hoài luôn á. Đàm nhiêu nhờ? Đàm bên anh Mai thì em không biết nữa. Đàm lại mới đọc có nhiêu nhờ? Tạm 50 à? Ừ. Ơi đi hỏi lại. Okay. Em nói chuyện lịch sự với anh bảo em phắn lên. Ừ kìa. Lòng anh có hiểu lòng tôi nhỉ? Nè, ba người này thì không có gì, nhưng mà cái bạn vest đen á mới có chuyện đó. Lòng rồi. À đấy. Lòng rồi. Đây hóa là chị bộ em mà không quen áo đen nha. Nãy giờ là phá tôi hơi bị nhiều đó. À. Áo vest đen như thế nào? Anh nhìn lại
giờ tôi là người bình thường thôi. Các anh muốn giải quyết ấy thì lên phường. Được nhá. Ok, ấy lại exception kì. Chơi mà chốt. Thế bây giờ các anh muốn đến làm gì nhỉ? Ra ngoài đường nói chuyện. Đây. Các anh có biết bố tôi là ai không? Bố anh là ai? Bố anh là tôi được chưa? Ra ngoài đường nói chuyện. Gọi bố ra nói chuyện đi. Alo, alo. Em thật với anh là các anh để cho em phụ yên em. Alo, hàng ơi. Ôi, 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 ôi. Về, về quán gấp, về quán gấp. Có vụ gì đấy? Có số điện thoại rồi. Tìm bên Mai qua đang xử lý thằng kia kìa. Về gấp đi. Dạ, đợi chị. Anh chở bên chị này. Ờ, có thêm mấy chị gái mới nhập tiệm taxi dễ thương lắm. Tóc trắng à? Tóc đỏ. Anh bảo không được thế nào nhở? Tóc đỏ mặc áo trắng dễ thương lắm. Chị gái xinh thế, chị gái này có yêu chưa? Đá đi một học lấy mời tố mẹ. Ghê. Cướp cướp cướp. Nhờ đâu? Chắc hả? Tôi lên số rồi đó. Nè, ba anh trai tóc xanh nè, tóc đen nè, tóc đỏ nè, chứng kiến nãy giờ là bạn mày là phá tôi nãy giờ liên tục đúng không? Chị ơi, bọn em là bạn nhau rồi. Chị ơi, chắc không, chắc là bạn nhau không? Có ai nói là bạn chưa là... Đúng rồi, chưa có ai nói là bạn mà đúng chưa không? Chạy vô mà cắt máu ăn thời tùm lum tà la. Trời ơi, mẹ mà mất mắt mũi chứ. Mình chưa cái gì hết rồi, nhảy vô là đã cắt máu ăn thời rồi. Thế thôi, mấy người đi ra tôi nói chuyện với mấy người anh em của tôi được không? Nói nhiều quá. Ai là anh em ở đây? Em gái làm gì nhở? Em gái nó chẳng làm gì nhở? Thì bây giờ mọi người cần ông ra nói chuyện kìa. Mi ơi, qua đây đứng nè Mi ơi, người ta cứ hiểu lầm đó. Ngồi đồng đây chuyện. Chơi mà sợ trời. Sao đâu? Cái gì đụng tùm lum tà lá đắng chứ. Bố già trời. Mua nước không? Trời ơi. Qua đây nhiều chuyện đúng không? Qua đây ngồi hút thuốc. Ok ạ. Nhập nhờ. Thằng đó mà gặp tim Mai đã chết rồi. Chị trà đá em. Tình hình nào bên em mà nó không đang quan quan mâu thuẫn cần giải quyết với anh vét đen như là chị đuổi của anh em phải bắn trả đá được không? Lấy cái lý do là gây rối trật tự để mà nó vô này là nó kiểu như là nó kiếm chuyện ban đầu tôi đúng không rồi, muốn bán nước. Bây giờ là chị làm sao chị đuổi ra ngoài để em xử lý nó luôn. Ừ. Okay. Đuổi em. Nó trốn ra ngoài trả đá là nó hỏng. Không, hồi nãy trước khi đi bọn anh tới là bọn em có đuổi rồi nhưng mà nó không đi. Bây giờ chị đuổi, chị lấy tư cách là chủ quán trà đá đấy, đuổi nó đi. Ok. Chị đây là nè. Ra ngoài là đông luôn. Tí, em vừa mới hỏi rồi chứ hả? Hỏi cho bọn đoàn câu chuyện như thế nào chưa? Câu chuyện này chuyện... giải quyết xong rồi. Bây giờ anh không cần không nói nha. Không xong gì rồi, vẫn còn chuyện với gia đình. Alo, bọn em chị gái ạ. Đuổi nó đi chị. Không biết họ là ai. Thành phố này có 9 ngón rồi đó. Lô tóc xanh, dài này nói chuyện đi. Bây giờ team Mai á kêu tôi là đuổi cho thằng nó ra với tư cách là chủ tiệm trả đá. Thì nên là nó làm sao đây? À, là khoan, bây giờ sao là team Mai nói sao không? Kêu là đuổi cái thằng nó ra khỏi quán, đuổi ra khỏi khu vực này luôn á. Thì bây giờ bà nói là quán đóng cửa rồi, không có trong khu vực, không ai được vô khu vực này nữa, địa bàn là của bà mà. Đúng rồi. Ừ thì bà ra nói vậy thôi, mình đi ra thôi, còn nó ở trong đây mình có quyền mình kêu công an lên dẫn như thế nào đó, tìm cách đi đưa nó ra được mà. Ok. Ừ, ra nói hộ cho. Bây giờ nếu mà ông nói ông cứ nói hộ tôi đi, có gì tôi nói thẳng mặt luôn chứ. Nhưng mà nó giờ nó nói theo thằng Đông vậy á, thì nó nhất là nó sẽ tìm cách nó ở lại cái khu vực này để không cho tụi mình để xử lý nó. Thì bây giờ mình trong safe zone mình không đụng tay đụng chân được, thì bây giờ bà kêu sếp lên đưa nó ra khỏi khu vực safe zone, tại vì quán đóng cửa rồi. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ nếu mà nó ở trong đây nữa thì coi như nó xâm phạm gia cư bất hợp pháp, thì bà cứ kêu công an lên giải quyết. Mà một khi công an lên giải quyết là bắt buộc phải lấy nó ra khu vực safe zone, nếu bà không làm gì làm. Chết bà rồi, sếp tụi ông đi rồi.
kiểu công an đâu cần thu xếp chứ. Công an đến làm việc chứ sếp nào đó để giải quyết được. Nó cần chỉ công an thôi. Alo Huy ơi, về bán giáp. Có sếp zone rồi, nó ra khỏi sếp zone rồi. Nó ra khỏi sếp zone rồi, nó ra khỏi sếp zone rồi kìa. Rồi xong. Đấy, thấy chưa? Bị giết ra, bị giết ra. Nó vẫn còn vô đây, nó kìa. Bây giờ mình lấy cái gì, cái quyền của cảnh sát đủ nó ra, mà nó không ra thì không có tình vô nữa kìa. Này mấy anh chị ơi, có cái sát đấy đi, em không làm gì mà người ta đấm em này. Ông sao chứ, nhìn ta đấm tôi mà có ông. Quen tôi còn không quen họ cơ, tôi không quen họ cơ. Nhưng mà cái vấn đề mới có cái gì người ta mới đánh không chứ. Tôi không làm gì cả. Không làm gì người ta mới đánh. Đúng rồi. Tôi chả làm chứ gì. Đâu khơ người ta đánh đúng không? Tôi chả quen họ, tôi không biết họ là ai. Thì bây giờ ông làm sao ông lại em nói làm sao để người ta khỏi ấy đi chứ. Cách giải quyết chứ. Má lưng lại. Chứ không lẽ ông cứ giờ thành phố ông ở trong đây hoài. Ngày nào cũng bị cha vậy luôn á. Ông ngày nào cũng ở đây hết à. Ừ. Qua đây mua nước nè. Từ sau một cái giờ nó nói mà nhức đầu luôn. Không lẽ giờ không bán. Đây, ra ngoài coi. Ok. Cũng Huy nãy giờ cũng tính đâm nó rồi đó. Ôi trời, chú bảy. Thấy thằng nó dai không? Thấy thằng nó dai không? Nó dai một bữa giờ rồi đó. Nó dai nhưng mà không dám ra đây. Đúng rồi. Kiểu như nhét, không dính ra. Dài đó. Mẹ bên kia là tên của nó đúng không? Đúng rồi. Không. Ba thanh niên kia nãy giờ bị thằng này nó lừa. Lừa bán một ly trà chanh mà nó độn giá lên được 800. Tôi nói là mấy ông lừa rồi. Thằng này chỉ mất dạy mà đặt nó được. Chú bảy tới làm chuyện cho chúng ta lời này bài có người trong kiện này cầm điều được nhé. Nó không biết là trà đá có liên quan đến nhân ai rồi. Cần gọi tiền bồi thường lại 10.000 thôi được. Cái vấn đề là sếp nhà mình sếp vào đó, sếp vào đó không thể nào mà có thể đàm phán một hồi được. Chào ôi dồi ôi, đến quân của anh bức mẹ ơi rồi. Này nó nguy hiểm lắm. Thôi. Thôi nếu mà cho bồi thì cho để nó đi rồi. Thôi. Đầu á. Đây anh đầu vàng cho em đưa tiền. Nhức đầu luôn. À bà gấu. Này ơi đi máy bay bữa nào đi máy bay nha. Thôi chứ. Nào anh ra mặt không? Đây ra đây anh vàng. Anh con Huy ơi. Anh con Huy ra vào gà đúng không? Nhận được gì không? Giờ nhận mà, nhưng mà ngày mai bạn ấy mới bắt đầu làm việc. Đây là chị gái này, không, bạn nữ này có làm không? Chịu làm rồi. Nhưng mà phải kêu đợt đơn vô tuyển dụng đi bạn ơi. Gửi, thôi để Huy lấy số điện thoại, Huy lấy tên rồi đi nộp hộ luôn được. Ok. Nãy giờ nộp chứ không nộp tao biết tay đi khó. Nó nhây nửa tiếng rồi đó, lão béo. Lại thằng đấy hả? Nó nhây nãy giờ luôn hả? Nhây nửa tiếng rồi đó. Là tim mai đang tìm cách
xử nó kìa, có được không? Sư bầu gà đang giữ nó kìa. Hồi nãy kêu đi ra ngoài đường kìa, ngầm ngầm. Không được, thằng này khô lắm. Để cho màu gà dặn nó đi đi. Ừ. Nó đi sau, coi chừng nó rất nhanh vậy đó. Màu gà kêu bữa rồi, dặn em xe thì bữa. Từ từ thôi, đừng có đi tới, trời ơi. Đừng có đi tới anh em, đừng có đi tới. Đi tới làm cái gì? Nó biết á, mày nó khôn lắm á. Nhưng mà nếu nó chém không mày chết là bay vô cọc bay. Không, nó không có dao đâu, nó không có dao đâu. Vừa nãy nó giả dạng nhân viên trả đà đúng không? Dạ đúng rồi. Tăng giá đúng không? Nó đòi tăng giá, lấy trà chanh tăng giá lên 800 trong khi em có bán có 600 thôi. Trà chanh 500, trời. Giá còn không nhớ được. Trà chanh 600 rồi. 500, có mỗi trà chanh 500, tất cả còn lại là 600. Nửa ai, nửa tui. Ok, còn bánh hay cơm thì chanh như thế nào đói quá. Hay rồi, hay rồi. Làm yếu, làm yếu, làm yếu. Ây, trời ơi, ra đây đói kém thế à. Ra đây, ra đây. Ôi, anh thì lúc nào cũng đói kém. Nãy giờ ngồi đây không vui chứ. Trời ơi, nguyên một đám khách trong quán trà đá bị nó phá. Ôi, đánh nhau thì bị nó phá. Ra, 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 ra. Ý, từng người thôi, từng người thôi. Trời ơi. Vui ơi, vui ơi, vui ơi. Đó, đó, đủ với tiên dân mai là vậy đó. Thấy chưa? Hỗn chiến rồi đó. Trời ơi, đi trời ơi, đi đừng ra, đừng ra, đừng ra, đừng ra, đừng ra, đánh lại được đâu. Sao phải tránh được? Người mình thêm chứ làm gì đâu mà. Để một hai người đánh thôi. Đúng rồi, mấy ông mày càng đông mày càng đấm nộn nhau mà. Đúng rồi. Kêu anh em chạy đi. Anh em dọn đi. Vô đi Huy, vô quán đi Huy ơi. Vô quán đi bạn ơi, ở đâu? Này này tí tí quá. Nè, nó lại vô quán. Để có việc có cụ giao. Ok. Giờ tí đợi tí khi ta hy sinh nó xong thì đường giao nhé. Chị gái, chị gái, chị gái ơi, chị gái ơi, chị gái ơi. Chị gái, alo. Alo, alo. Quay alo em nữa kìa, em không dám mở miệng. Solo đi. Tôi thằng nhỏ. Đã từ từ thôi, để xong solo thôi, mình đứng chưa ra nóng. Đi rồi. Dễ gì đó đi, mày nó dai lắm. Mày cắm ở trà đá mà. Các bạn nó dai thêm nửa liên nữa là mắc trà đá. Ôi trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Mời anh cảnh sát đây. Cái gì vậy? Hình như là vụ cảnh sát hay sao ấy? Cảnh sát đi. À ok. Anh cảnh sát ơi, anh bị cứu em, anh ơi, chơi lên đồ anh ơi. Anh ơi, anh ạ, anh ạ. Anh ơi, anh ạ. Đừng đấm, đừng đấm. Anh trai bị đánh. Anh trai ao là anh trai. Đạp bao nhiêu đấy? Đạp 37.5 em đã đạp công ty mà. Vui. Đây là chết chắc rồi. Ủa nãy hai nhiều cảnh sát hả? Ông Long. À, ông Long ông nào á? Ông nào? À. Ông giống Long á. Ừ. Không, anh em xin đôi. Hai rồi, chết rồi, nó chết rồi. Cảnh sát. Xe chở đi.
đây mọi người chưa không? Alo alo. Nghe nghe nghe. Ngồi đây mọi người. Cho lên 7 cần nhá. Ok. Ở đây hỏi đi.